Tiếp tục như cả nhà, hôm nay mình sẽ nói về cái quán bánh xèo. tình hình quán bánh xèo hôm nay của quạt xèo nương nương nha, quạt xèo chú Bảy Hoa Lao á. Tình hình hôm nay là coi như là bán coi như ế rồi cả nhà, ế rồi ha. Thì hôm qua là khai trương á, là cũng có thấy là coi như là nguyên một cái đám người đến ăn, thì cái đó là dạng như thuê mà cả nhà, thuê người đến ăn ấy. Chứ thật ra mà nói đâu có ai tới đó mà ăn làm gì cả nhà. Ngày hôm qua là thuê người đến ăn, thuê đến ăn rồi cái bây giờ là hôm nay là ngày thứ hai đúng không, mà hỏi cả nhà tới giờ tới chiều rồi ha, tới chiều rồi mà còn bị ế kìa ha. Ế mà ế 178 tờ gì đó, trời ơi trời. Em nói cả nhà nghe, ế mà ế gần 200 tờ vé số, má ơi thiệt tình luôn đó. Không biết là bán bao nhiêu tờ, mà ế là coi như ế 167 tờ gì đó, quá linh hồn thật. Trời ơi trời, đó, cả nhà nghĩ đi, nếu mà ế kiểu đó thì thua. Trời ơi, bó tay rồi. Bánh chèo còn còn quý phi kìa. Bánh chèo mà ấy thấy mày ăn luôn á. Cả nhà nghĩ đi, ăn bánh chèo mà coi như là sao? Ấy mà đến mức độ mà tới giờ cứ quán đâu có người đâu. Quán không có người luôn ha. Rồi để xem mấy đứa này nó comment cái gì đây. Vé số thì ấy gần cầu cho bán ấy để cho lòi bán hỏng. Đứa nào nó dồn nó chửi. Cầu cho bán ấy để cho lòi bán hỏng. Đúng rồi. Hôm qua là mấy đứa kia là dàn như nó thuê đến ăn chứ khách khứa gì đâu ra cả nhà. Trời ơi, nó thuê người đến ăn, cái dạng như cái đàn ve con nó tới nó ăn mà được bữa à, em đã nói rồi, được bữa à. Không có bữa thứ hai đâu, tại vì cả nhà biết sao, lần nào cũng vậy, mấy cái lần trước cũng vậy luôn, cũng đi mở khai trương đúng không, cũng đến ăn cho khoảng cũng được hình như cũng 5-10 ngày gì đó, rồi sau đó là dẹp đó, thấy không, giờ bán cái tình trạng như vậy cho em hỏi cả nhà, không ế mới là lạ. Đúng không? Ế quá đi làm gì không ấy ha? Tới cả nhà nghĩ đi. Mà bây giờ là tới giờ này á, bán giá cả thì bán 60.000 cái bánh chèo, 60.000 một khay bánh khọt ha? Mà bán như vậy thì bán cho ai? Bán cho ai mới được, đúng không? Tới giờ này ế ngồi đó mà la làng, la trời, la đất ha? Rồi thêm nó là cái vụ vé số kìa ha? Cái vụ vé số đó mới ngon nữa. Tới giờ gần 200 vé đó. Mà cả nhà nghĩ đi, mấy giờ rồi? Gần 4 giờ tới nơi rồi, mà lúc mà bà giao là khoảng 2 giờ gì đó mà coi như 2 giờ mà bán vé số mà còn tới gần 200 tờ là thua đó mà cái đàn ve em đã nói với cả nhà rồi, nó không có tiền nó mua hoài đâu. Trời ơi, ở đâu ra mà nó có tiền nó mua hoài? Em nói cả nhà nghe này, nó mua thí dụ một lần thì được, mà lần thứ hai mà nó coi như mà nó thí dụ mà trúng thì còn có tiền mua. Em đã từng nói rồi, trúng thì mai ra nó còn có tiền nó mua tiếp, còn không trúng là goodbye, đúng không? Tại vì sao không trúng tiền đâu ra mua,
đúng không? À, cho nên tại sao mà ế rồi cái giờ này ngồi than, à, ngồi than là ế quá rồi, giờ còn bà bằng này cả nhà giải cứu đi, trời ơi giải cứu đó, giải cứu nha. Tình hình là mình buôn bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Dạ, sáng mai là bán bò kho kìa. Đó, thấy chưa? Bán hết cái này qua cái kia. Trời ơi, còn nghe bà ấy kêu bán cái gì? Gạo nứt gì đó. Ba cái gì đó? Ba cái chai nước gạo nứt đó. Đó. Rồi nước chấm, rồi cà phê, hạt é, rồi ôi giời. Xong tới giờ lại kêu là ngày mai bán gì? Ngày mai bán... ngày mai bán bò kho, lời hồn. Đó, tới ngày mai bò kho nó kìa. Tiếp tục ngày mai là bò kho nó kìa. Đó, bò kho đấy không biết bán cho ai ăn. Đó, không biết bò kho bao nhiêu một tô ha. Tại vì cái menu hình như đâu có thấy bò kho đâu, thấy có bún xào gì đó mà. Bún xào gì đó, 45-50k gì đó mà. Đó, rồi bún xào rồi nói chung nhiều lắm. Rồi ơi, bún xào rồi cái gì á, tùm lum á. Bây giờ tiếp tục là chuyển qua bò kho nó rồi. À, bò kho nữa. Nhân viên kìa, nhân viên. Bán là không được bao nhiêu mà nhân viên. Thánh thần ơi. Cả nhà thấy không, bán không có được bao nhiêu mà ấy hả, mà hỏi cả nhà nhân viên, thuê nhân viên bán thì còn lấy tiền trả cho nhân viên. À, ủng hộ những người chịu thương chịu khó làm ăn, cầu cho anh chị mua may bán đắt rồi, bán đắt lắm. À, anh chị của mua may bán đắt lắm, anh chị của chúng mày mua may bán đắt lắm. À, rồi chịu thương chịu khó, đúng rồi, chịu thương chịu khó là tới chiều bán vé số đó, ấy mua dùm đi. Đó, còn gần 200 tờ đó, nhai bỏ vô học nhai dùm đi. Đó, ngồi đó mà khen với ngợ đúng không? Đó, có ngon thì mua vé số dùm bà đi kìa. Đó, trời ơi sao không tạo phước đi mà khẩu nghiệp chi vậy, cuộc đời bây giờ vô thường. Ôi giời ơi, trời ơi sao không tạo phước đi mà tạo nghiệp vậy chi. À, đúng rồi, sao hay quá hả? Cái này câu này phải dành cho bà Khọt Xèo mới đúng á, đúng không cả nhà? Cái câu này là phải dành cho bà Khọt Xèo á. À, mà đây thì coi như là cái bên bé con á là nó nói như vậy đó. Đấy là nó chửi, nó kêu mình là không tạo phước đi mà lại cứ tạo nghiệp đó. À, đúng rồi, nếu mà vậy thì phải hỏi bà Khọt Xèo đi, xem bà có tạo phước không ha. Rồi ông nói người ta đúng không? HT cá cha ăn trục mà cái gì không ngon, bà Khọt Xèo bán hàng ve cho HT ăn bánh xèo nữa, bà cho cái gì úp cái này nó chạy hiểu gì hết. À, có cô Khọt Xèo rất chịu khó làm việc kiếm tiền, xin mọi người giúp cô đừng nói cô ấy tội nghiệp. Đúng rồi, tội nghiệp là hốt về nôi đây đúng không, tội nghiệp hốt về nôi đây. Bà Khọt Xèo có nhiều món vô không ai tới ăn, em dọn nhà tiếp cho đâu
cái gì không ai tới ăn, em dọn nhà tiếp cho đâu. Đúng rồi, bán cả trăm món, à món nào cũng bán. Sáng mai là bán bún cái gì bò kho bò kiết này đó, mà bán kỳ á, bán món nào cũng bán, trời chịu thôi. Nói cả nhà nghe này, bán một món rồi không ăn thua đúng không, mà còn né lên né xuống đây bán, trời ơi bán coi như là hầu như là cả trăm món, hạt té rồi sâm bổ lường rồi cà phê sữa cà phê đá nước ngọt rồi tới mới thấy quảng cáo bán cái gì ta, bán cái nước gì đó, nước gạo nịt gì đó, trời ơi tái linh hồn ấy ấy quá trời luôn đó. Đó vé số tới giờ này ấy còn hơn 100 tờ đúng không đó, mà bây giờ là coi như chiều rồi. Hôm qua thằng gà trống nó like nó bán dòng cho là còn 100 tờ, hôm nay ấy nhiều hơn, hôm nay còn 170 tờ luôn, trời ơi trời, hôm nay còn 170 tờ luôn mới chết chứ, thánh thần ơi. Vé số mà bây giờ đề vé số mà bây giờ coi như ế đúng không, ế mà bây giờ đếm luôn, đếm xong coi như sắp sắp cho có một cái bà kia đếm phụ xong rồi xếp lại, trời ơi trời ế quá. Bây giờ chiều rồi còn có tiếng là sổ à, mà coi như trời ơi trời, em nói cả nhà trời ơi trời, bây giờ ế kìa, còn một đống luôn, mặt ông bảy hoa lao, mặt ông dầu như là đám ma vậy đó. Ôi giời ơi, vé số ơi là vé số. Nói rồi bán cái này quàng cái kia rồi tới đã vậy còn đi thuê nhân viên. Nhân viên tráng bánh chèo với nhân viên cho nhân viên phụ quán bánh chèo với một cái bà mà đứng tráng bánh chèo nữa. Đó là hai người mà giờ bán thì ấy à, đâu có ai tao ủng hộ đâu. Có đàn ve con nó vô nó mua cho ấy giờ. Là ở đâu ra ngày nào nó cũng ăn đúng cả nhà đó, bây giờ là coi như là ăn cho hết rồi đấy đó, cả nhà thấy không, giờ đi trước mắt nãy giờ ấy cái con bữa đầu còn bán còn được là do thằng gà trống lên like nó mời chào cái bọn mà đi chung tốt với nó, mấy cái con mà gần như chồng bỏ á thì dạng mấy con đó là dạng như là nó theo thằng gà trống là do là nó mê trai đúng không, nó mua dùm. Còn đây trời ơi trời đó, tới bữa nay ế tới 170 luôn, ế mà ế tới 170 luôn, trời ơi ế tới 170 luôn thì thôi rồi đó cả nhà, tiêu luôn rồi đúng không, ế 170 luôn đấy chờ mà cả nhà là coi như là giờ này chiều rồi mà 170 chứ đâu có ít đúng không, mà 170 kiểu này 170 tờ là coi như nhiêu ta, trời ơi tới chiều 7 rồi à, nếu mà bán không hết là ăn luôn thì để mà ôm số đúng không, coi như để ôm tôi chứ, chú bảy hoa lao chú cũng đi mua vé số mà à, thì bảo cô ship với cô Trình Bồn xuống dưới mộ đó xin số anh Năm để đó về cùng mua số cho anh Năm, chờ anh Năm phù hộ cho, có số nào có số con vịt quay không, để có gì để cô ship với cô Trình Bồn thầu cho mới đi xuống mộ về đó. À, mỗi đêm thấy mua sắc con vịt quay xuống mồ cúng gì đó. Đấy, không còn gì để nói luôn nữa cả nhà. À, rồi vãi lên ngồn luôn nữa giờ. Tiếp tục nha, tiếp tục là lên phần kế tiếp nữa để xem tình hình như thế nào nha cả nhà.